Chào mừng các em đã quay trở lại với channel lớp học cú mèo học văn cùng với cô Lê Thắm và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tác giả Nguyễn Đình Triều. Có thể thấy rằng là trong nền văn học Việt Nam hiếm có nhà thơ nào vừa tài năng vừa đức độ như Nguyễn Đình Triều. Ông là một nhà thơ lớn của dân tộc ta với những áng văn chương bất hủ mang đậm giá trị văn học Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Đình Triều hay được gọi là Cụ Đồ Triều, sinh năm 1822, trong một gia đình phong kiến tại làng Tân Thới, tỉnh Gia Định và mất năm 1888. Tuy là một nhà to lớn của dân tộc, nhưng cuộc đời ông lại lắm những gian truân lận đận ngược xuôi. Là con đầu lòng trong gia đình đông con, lại là con của vợ lẽ, nên từ bé cuộc sống của ông đã cơ cực vất vả. Năm lên 11, khi Nam Kỳ bị chiếm, cha đã gửi ông ra Huế ở nhờ nhà người bạn. Sau 8 năm theo học tại nơi đây, ông đã trở lại miền Nam chăm lo đèn sách chờ ngày thi hương. Năm 1843, ông Đỗ Tú Tài, khi ấy ông mới 21 tuổi. Năm 1846, ông lại quay về Huế ôn thi hội. Ba năm sau đó, vừa đúng lúc ngày thi cận kề, thì cũng là lúc ông nhận được tin mẹ mình qua đời. Ông lập tức về Nam chịu tang mẹ, bỏ dở giang việc thi cử. Trên đường về quê, ông bị ốm vì đường xá xa xôi tiết trời oi bức bệnh ông càng trở nặng lại thêm nỗi đau vừa mất mẹ thương khóc quá nhiều nên chẳng may ông bị mù cả hai mắt thế là giấc mộng công danh đã không thành thân lại mang nhiều khiếm khuyết nhưng tưởng tương lai cuộc đời ông đến đây là chấm hết cánh cửa cuộc đời như đã khép lại thế nhưng ông quyết không đầu hàng số phận bằng chính nghị lực và ý chí của bản thân ông đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ biến đau thương thành sức mạnh để vươn lên làm chủ số phận của mình sau đó ông đã về gia đình vừa dạy học vừa bốc thuốc chữa bệnh cho người dân cuộc đời của ông là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước về sự bất khuất trước quân thù tuy không nhìn thấy ánh sáng không thể trực tiếp tham gia kháng chiến chống giặc ngoài chiến trường nhưng ông luôn bàn bạc việc nước với đốc binh và trao đổi thư tín với Trương Định. Khi tản cư về Ba Chi, Bến Tre, Nguyễn Đình Triều vẫn trao đổi với các trí sĩ yêu nước và thường sáng tác những bài thơ phục vụ kháng chiến, động viên tinh thần chiến đấu của các anh chiến sĩ bộ đội ngoài xa trường. Mặc dù nhiều lần ông bị bọn thực dân Pháp dụ dỗ, mua chuộc, nhưng ông vẫn luôn cự tuyệt và tiếp tục tham gia vào cuộc kháng chiến. Trước khi ra đi, ông đã để lại cho kho tàng văn học Việt Nam những tác phẩm nổi bật, mang đậm tư tưởng đạo lý, bản sắc văn hóa dân tộc. Và có thể thấy rằng cuộc đời sáng tác của ông được chia ra làm hai giai đoạn, trước và sau khi thực dân Pháp xâm lược. Ở giai đoạn đầu, ông viết hai chuyện thơ dài, đó là chuyện Lục Vân Tiên và Dương Từ Hà Mậu. Sang giai đoạn sau, đó là Chạy Giặc, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần duộc Văn Tế Trương Định hay thơ điếu trương định các tác phẩm tiêu biểu như là dương từ hà mộ hay lục vân tiên văn tế nghệ sĩ cần duộc đã góp phần tạo nên tên tuổi của ông như ngày hôm nay đặc biệt nhất là tác phẩm lục vân tiên là một tuyệt tác đã để lại nhiều ấn tượng cho người đọc nhân vật lục vân tiên trong truyện cũng chính là hình ảnh ẩn dụ của nhà văn nguyễn đình triều và cuộc đời đầy chuyên sóng gió của chàng lục vân tiên cũng chính là cuộc đời của ông ngoài đời thực. Dưới ngòi bút tài ba của Nguyễn Đình Triều, các nhân vật từ chính đến phụ, phản diện hay chính diện trong chuyện đều được ông khắc họa một cách rất tinh tế, mang những màu sắc rất riêng biệt và đa dạng. Các tác phẩm của ông đều truyền đến độc giả những giá trị về đạo đức, về đạo lý làm người trong cuộc sống. Nguyễn Đình Triều sẽ luôn là một nhà thơ lớn của dân tộc ta, và những áng thơ của ông luôn mang một tầm ảnh hưởng nhất định đến người dân Việt. Ông và những tuyệt tác của ông sẽ luôn sống mãi với thời gian trong trái tim của mỗi người Việt Nam. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về cuộc đời, về sự nghiệp sáng tác của nhà văn Nguyễn Đình Triều rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video kế tiếp.